trong sáp đá này mà xin bầu chia đòi ở electronic nâng mà đòi đi đường phí hồi chẳng phun bốc dương mà nơi đi đường phí nhưng mà sang xong mình chua chua mà xin bầu chia đòi ở kỳ sinh ý này mình nơi quạt ở dây sáng quạt tật lá hồi nâng nơi quạt mùi tiết nơi nông khăn vậy nói nhầm phí cho chú quạt hồi bà hồi cài phải nâng dương mà view nêu dương mà điểm trăm tì tăng bầu chia mùi nhất tam một phí đi bỏ dương cư bầu chia đòi để ô dương mà đòi phải bỏ đi xạ xạ bỏ dương mình đạt thu xa cho là tại của mặt hai muốn miền trả ở xã sóc đó tới chiên mà nói à và lớn trong cơ tha mà đo lớn đi dương và hai cái so là và hai ha sắp ấy đi và phải nhầm tạm trăm lấy đó lấy muốn và hai phần năng giống là còn chụp phu của phung sư ở đâu mà bác của phung để sông ca bị trả nà sông cô ca thì đi đặt thả bị báo tại sao thả ti tăng nơi ngay giống mà sân những phương nào bị phung bình tới chất sắp cả lỗ dân ca đất bò dưỡng thời dụng đại phi cho ra nơi phi để dưỡng thời cá rồi dưỡng tầm cừu xem xem tiền dân ngày đó bá và vùng tại bị cha nát là bị sung cô ca đi là thả bị bá do mà sinh phi nước mầm vẽ được không quát được đi cho đi một bánh tẻ ăn miếng chỉ chốt luôn nơi cho ra cọ bà của dương bố trí dương là sao bay công bay ca phí vì ăn chlo này bà vì ăn mình chlo này bà mình chlo tam ca bố trí thì dân xong bị cha chúng ta dương của vùng bị cha nà tại lái ti tăng lúc cả lo mau đấy cứ hàng mai sáng ban từ phải cho xong rồi tin lúc vài năm này covid nó còn từ cái chọc sọc là tin ngoài và chẳng bệnh hà nẹt mờ từ tua cho nuôi lòng ruột tua mòn đập hiếp đòi bệnh hà covid đi cứ mà đòi bệnh bán đi dương chiên được cả cục phòng bán cho phù cả sọc sọc thành hói hồi ti tăng chiêm đã tháng nên ngày đó bán nên miên được không phải nhồi hói hồi dương xong lại đi ra thả bán là mấy bọc kẹt đi không phải thành tiết